Khi gặp tình huống 2 đánh 1, nếu bạn lao lên quá cao thì đối phương sẽ chuyền bóng lên đây. Và khi đó sẽ là 2 đánh 1 với thủ môn. Hoặc nếu muốn lao vào để cướp bóng thì đối phương có thể dây qua và khi đấy cũng sẽ là 2 đánh 1 với thủ môn. Chúng ta sẽ đứng ở khoảng cách từ 7 đến 10 mét so với goal. Đứng đây đợi đối thủ di chuyển đến. Chúng ta sẽ delay bằng cách cắt đường truyền, không cho đối phương chuyển về tuyến. Nếu họ vẫn truyền được cho đồng đội thì mình sẽ chủ động theo kèm 1-1 với người vừa thực hiện đường truyền đó và giao quyền quyết định cho thủ môn. Việc theo kèm 1-1 là để không cho đối thủ có cơ hội chuyền bóng, gây áp lực cho họ.